Sư cho con hỏi, con theo Nam Tông mà xung quanh thì toàn là chùa Bắc Tông. Con muốn xin quy y Tam Bảo và Thọ Giới, vậy con có thể xin quy y ở các chùa Bắc Tông không? Nếu như chúng ta nói theo cái kiểu mọi người đều vui vẻ, thì chỉ cần ở đâu là mà các vị tu sĩ thờ Phật Thích Ca và theo chánh kiến là chúng ta đều có thể quy y, tức là vị đó, bản thân vị đó đó quy y với Đức Phật Thích Ca của mình, chứ không quy y với bất kỳ một người nào khác, thì mình có thể quy y với vị đó. Còn nếu như ở nơi đó vị đó quy y với bất kỳ một vị nào khác ngoài Đức Thế Tôn thì mình không thể quy y với vị đó được, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ở đây á, hả, nói à, ở đây nha, vì thì nó lại rơi vào cái trường hợp này, tạm thôi, tạm bỏ qua cái trường hợp là có thể quy ở đâu đi, tôi nói chuyện khác, nói cái câu tại vì đây có quy chính quy y cho mình nói về quy y chút. Ở đây á, nhiều người họ có cái sự hiểu rằng á, là mình là người Phật tử gặp địa quy y thời tam giới là mình xong rồi đó, là mình xong rồi đó. Thì cái tư tưởng đó giống cặp tình nhân mà đeo nhẫn cưới nhau nhau rồi kết hôn là xong rồi đó, 20 năm sau mới mới mới, mới đẻ ra một số chuyện. Cái người còn quá trẻ 18 20 khi mà họ quyết định đến tạo dựng một cái gia đình thì họ sẽ không có thể nào tưởng tượng nổi là sau hôn nhân nó sẽ là những cái gì. Thì cũng vậy á, mình không hiểu nổi là quy y xong rồi nó còn cái gì, thì mình rất là meo khi cái kiểu Phật tử mình nói xin lỗi quý vị buồn, quý vị quy y xong rồi coi như quý vị về nhà quý vị vẫn thường, thì thưa quý vị cũng cũng tốt, có câu là có chồng để ở giá, nhưng mà đó quý vị chẳng lẽ cứ chấp nhận số phận ta, giống như là đồng ý con mình nó dở rồi, đồng ý con mình nó dở đi học 5 điểm là mừng rồi, nhưng mà luôn luôn mình muốn con mình 6 điểm 7 điểm, nhưng mà nó 5 điểm mình cũng không la nó làm chi, còn gắng lên thôi. Thì cũng vậy, mình có dở thì nữa thì mình quy xong mình cũng kiếm cái gì nữa chứ, không lẽ cái lâu lâu cái có trai tăng đi vô cũng trai tăng làm cuộn kỳ vậy đó, cái về ở ngoài đời cũng ăn thua đủ với người ta cũng làm tập, vì quý vị cứ vô thọ giới quy y xong cái giờ cái ngày lâu lâu như vừa làm phước trai tăng ngày với cái về, thì giáo lý vì cũng học rồi cái khác cái gì nó cũng tốt đỡ quý vị không ạ. À, không ra từng chưa từng quy y, nhưng mà tôi nói rồi như nãy đó, con mình nó có 5 điểm học viện 5 điểm, bữa nào 6 điểm cũng mừng chứ, cũng đã chấp nhận cho con mình 5 điểm trời, thì cũng sắp tấn nó cũng trời, con gác được con được nhiêu điểm, nhiêu 5 điểm rưỡi má cũng cho con đi công viên luôn á, con được 6 điểm là má mua iPhone cho con luôn, thì tại sao mà đối với mình thì mình lại bằng lòng với cái chuyện là cứ quy y, chạy vô chùa làm lễ quy lớn lắm nha, xong rồi cái chuyện ăn ngủ đi làm bình thường, lâu lâu cái nhớ nhớ tới chùa, nhớ tới thì chùa cái vô cũng làm chết cho ta trong cái cũng về vậy nữa, tại sao với người khác với con mình hay là với chồng mình thì mình đòi hỏi cái có cái sự, tất nhiên là mình đã đồng ý như nãy xin ví dụ đó, mình đã đồng ý rồi đã không có cách nó đó, cũng như 5 điểm mà thôi cũng mày dốt quá sao vậy, học dốt quá mà 5 điểm là mừng à, nhưng mà không lẽ giờ trong tâm mình nó có cái chuyện là nó 6 điểm sao, thì cũng vậy thôi, không lẽ mà mình cứ kiểu lơ mơ, nhưng mà tại sao mình không có học vô lý, mình không có làm gì cái chuyện thêm nữa trong đạo, chưa sáng ra chiều vô vậy thì nó uổng cho mình biết Phật pháp đi, 5 điểm con 8 điểm để hoài cũng không thèm nhắc nữa, tại sao mình không nhắc mình là ủa tại sao tôi theo đạo Phật rồi mà về tôi ngủ mất tiêu ba cả tháng sau tôi mới vô chùa tôi làm cái lễ cái lễ gia tăng này ta, có người không làm lễ nè, cái lâu lâu cái có chồng chết con chết bà ngoại chết gì cái tủng thỉnh gia tăng tới nhà thôi vậy thôi, thì nó không tốt, nó không tốt chút nào, tất nhiên là có chồng đỡ nó giá được, nhưng mà cái gì cần phải tự mình hiểu là mình đã cần nữa chịu đổi thêm, giống như mình học 5 điểm không lẽ mình thôi tôi kệ đi tôi 5 điểm thôi
mình có muốn là trong lúc làm bài thi đó sao điểm hay không thì đó là chuyện của mình thôi. Thì cũng vậy, khi mà mình vô chùa mình thọ giới tam quy chủng giới rồi, cứ mình cứ dừng ở đó thôi, cứ dừng ở đó, đa phần là dừng ở đó, và họ cứ tưởng vậy là họ là Phật tử. Thưa quý vị, mình không có phải, Đức Phật dạy nhiều cái cho người cư sĩ, tại mình không biết, mình không làm, ráng mình chịu. Khi mà mình, tôi biết khi mà người hỏi câu này họ sẽ có cái suy nghĩ đó, và 90% cái số người hỏi cái câu hỏi này có cái tư, tức là chưa, hồi đó giờ chưa quy y, khi mà đi vào chùa quy y rồi, muốn muốn đi vào chùa quy y đều có suy nghĩ như vậy. Thì nhắc thêm quý vị là nên làm những cái chuyện khác nữa, không phải quy y về rồi xô bồ công việc có gia đình rồi lâu lâu nhớ thì vô chùa, nó cũng tốt nhưng mà nó chưa có ổn lắm, ổn lắm.